Mà anh, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Rất là vui hôm nay được chia sẻ với những sản phẩm âm nhạc của Dương Hồng Yến và anh tất cả quý vị khán giả. Và với một MV gần đây nhất của cả hai, đó chính là MV Bản Tình Ca Ngày Mưa. Một MV với những cảnh quay rất là lãng mạn, rồi dưới mưa, rồi lại vừa nhảy nhót, vừa có những cái bơi lội nước, vừa bơi. Anh nhớ là cái ngày hôm đó thì là một trong những cái ngày mà trời rất là lạnh, phải nhảy trên một cái vũng nước rất là rộng. Mà trong cái lúc nhảy thì thường là sẽ bị nước có tràn vào chân, và thực ra là cảm giác là mình nhảy đến đâu là chân mình thấm lạnh đến đấy, và cảm giác như là mình đang đeo hai cái gồng ở chân vậy. Lúc mà nhảy lâu quá, sau nước có chảy nhiều quá, thế là nó bị đầy, thế là đấy. Mọi người lại phải cầm gáo. Đúng rồi, cầm xô, xong rồi mọi người phải hứng cái nước đấy để múc ra. Cảnh quay mà Dương Hồng Yến và anh đã lái xe vui trần giữa một con đường mà không có một bóng xe nào cả. Thật ra là cũng không, mình không thể nào chặn đường được, bởi vì cái đường nó rất là dài, có nhiều cảnh là quay gần đẹp rồi. Thì lại có một bác rất hồn nhiên đi tập thể dục chạy qua, là phải quay lại. Yến và anh đang tăng tốc với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình để cống hiến tất cả quý vị khán giả những ca khúc hay nhất, và hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ cho những dự án trên con đường sự nghiệp âm nhạc của Dương Hồng Yến và Hà Anh.